Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 88: Thà làm động nước ngàn sông, không làm động tâm người tu hành. Đạo tràng ở núi Linh Nham của Ấn Quang Đại Sư. Bạn xem thấy quy củ đó của Ngài. Ngài không thỉnh Pháp Sư giảng kinh, chỉ là một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng. Việc này tuyệt đối là chính xác. Vì sao vậy? Vì thỉnh Pháp Sư giảng kinh, thỉnh vị này không thỉnh vị kia thì đắc tội với người. Khi mời Pháp Sư đến, tông phái tu học khác nhau sẽ làm tính tâm của mọi người loạn mất. Người xưa có câu nói rằng: thà làm động nước ngàn sông, không làm động tâm người tu hành. Hiện tại những người giảng kinh này, nhất là những người trẻ tuổi, không hiểu được quy củ của việc giảng kinh, nơi nơi tùy ý làm, kết quả thì sao? Thì phá hoại đạo tràng. Người xưa giảng kinh là tán thán. Thí dụ nói: bạn là đạo tràng thiền, tôi là tu tịnh độ, bạn thỉnh tôi đến chỗ này để khai thị cho mọi người. Tôi tuyệt đối không khuyên mọi người tu tịnh độ. Nếu tôi khuyên bạn tu tịnh độ thì sẽ phá đi đạo tràng của bạn. Tôi nhất định phải tán thán đạo tràng của bạn, tán thán lão sư của bạn, khiến cho mọi người càng có tín tâm đối với bạn. Lần đầu tôi đến Hồng Kông vào năm 1977, Pháp Sư Thánh Nhất mời tôi đến chùa Bảo Lâm giảng khai thị. Đó là đạo tràng Thiền Tông. May mà tôi còn có một chút khẩu đầu thiền. Ngày trước tôi có giảng qua Lục Tổ Đàn Kinh, Kinh Kim Cang, Tâm Kinh. Ngữ lục của Thiền Tông tôi đã giảng qua mấy lần. Thà làm động nước ngàn sông, không làm động tâm người tu hành. Cho nên khi tôi đến nơi đó, việc trước nhất là tôi tán thán Pháp Sư Thánh Nhất, tán thán lão sư của họ. Việc thứ hai, tán thán đạo tràng của họ. Việc thứ ba là tán thán phương pháp Thiền Tông mà họ đang tu học, giúp họ tăng thêm tín tâm đối với lão sư. Chúng ta thành tựu họ, tôi chỉ nói Thiền Tông tốt. Khi tôi rời khỏi, lúc đi đường còn có mấy người đưa tiễn tôi liền hỏi tôi: Pháp Sư à, thiền tốt đến như vậy, vì sao Pháp Sư Ngài vẫn cứ niệm Phật vậy? Tôi cũng dùng lời chân thật mà nói: thiền là thượng căn mới thành tựu, còn tôi là hạ hạ căn. Tôi biết nó tốt, nhưng tôi không cách gì học được. Khi tôi ở Singapore, Pháp Sư Viễn Bồi mời tôi đến giảng khai thị. Pháp Sư Viễn Bồi tu tịnh độ Di Lặc, tôi thì tu tịnh độ Di Đà, không giống nhau. Cho nên tôi đến nơi đó giảng khai thị, một chữ tịnh độ Di Đà cũng không nhắc đến, chỉ là nói đến chỗ tốt của tịnh độ Di Lặc. Tôi mong muốn các đồng tu quen biết Pháp Sư Viễn Bồi, chân thật thân cận
học tập pháp sư viễn bồi, như vậy họ mới có thành tựu. Tục ngữ thường nói: thà làm động nước ngàn sông, không làm động tâm người tu hành. Chúng ta đối với các pháp môn khác phải tán thán, không nên hủy báng. Phải giống như Thiện Tài đồng tử vậy, tự hạ mình mà tán thán người khác. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.